Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Con, chồng, anh của chúng tôi là Lý Hải Long, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1977 tại Sài Gòn, Việt Nam, đã từ trần vào ngày 30 tháng Giêng năm 2020, hưởng dương 43 tuổi. Chương trình tang lễ tổ chức tại nhà quan The Vaux Funeral Home, 10 East Deer Park Drive, Gaithersburg, Maryland 20877, thứ ba ngày 4 tháng 2, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, lễ thành phục, 6 giờ đến 8 giờ tối, lễ viếng, thứ tư ngày 5 tháng 2, 2 giờ đến 4 giờ chiều, lễ viếng, 6 giờ đến 8 giờ, lễ tịch điện, cầu nguyện, thứ năm ngày 6 tháng 2, 9 giờ tới 10 giờ sáng, cúng linh và hỏa thiêu. Tang gia đồng kính báo: cha Lý Hồng Đăng, mẹ Lê Thị Yến, vợ Hồ Thị Lan, em Lý Hồng Phúc, Lý Trí Dũng, Lý Quang Minh và Lý Trung Nghĩa. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.